Chánh Niệm Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Trung Phẩm Thứ Năm, các danh hiệu của địa ngục. Lúc bấy giờ hội hiện đại, Bồ Tát nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nhân giả, xin ngài vì hàng trời rộng bốn chúng đệ tử và hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà được nói về các danh hiệu của địa ngục, nơi thọ báo và các quả báo ác của chúng sanh đời khổ trong tháng kim trong thế giới tam nhẫn. Họ khiến cho chúng sanh vào thời mà pháp bảo vị lai biết được là những quả báo này. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Nhân giả, tôi nay nương y thần của Phật và ý lực của đại sĩ mà được nói về những danh hiệu của địa ngục và những quả báo của việc ấy. Nhân giả, ở hướng đông bộ châu Thắng Kim có một dãy núi khác tên là Thiếu Quy. Núi đó nên mịt mặt trời mặt trăng thể rồi đến nơi đó có một địa ngục lớn nhất tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại Vô Gián, lại có địa ngục tên là Bốn Sừng, lại có địa ngục tên là Đao Bay, lại có địa ngục tên là Tên Lửa, lại có địa ngục tên là Núi Ép, lại có địa ngục tên là Thương Lâm, lại có địa ngục tên là Xê Sóc, lại có địa ngục tên là Áo Sóc, lại có địa ngục tên là Mũi Nhọn, lại có địa ngục tên là Lười Sóc, lại có địa ngục tên là Nấu Đồng, lại có địa ngục tên là Ôm Trụ, lại có địa ngục tên là Lửa Chảy, lại có địa ngục tên là Cày Lửa, lại có địa ngục tên là Chém Mò, lại có địa ngục tên là Đốt Chân, lại có địa ngục tên là Ăn Mắt, lại có địa ngục tên là Viên Sắc, lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Rìu Sắc, lại có địa ngục tên là Nhiều Sơn. Ngài Địa Ngạn Tạng nói tiếp: Nhân giả, bên trong bộ dãy núi Thiết Quy có vô số địa ngục như thế này, có theo địa ngục Tiêu Gà, địa ngục Cục Lửa, địa ngục Con Mồi Nước Cửa, địa ngục Có Đồng, địa ngục Vô Lửa, địa ngục Chó Lửa, địa ngục Ngựa Lửa, địa ngục Con Mồi Lửa, địa ngục Vô Lửa, địa ngục Đen Lửa, địa ngục Giường Lửa, địa ngục Sườn Cục Lửa, địa ngục Chim Ưng Lửa, địa ngục Cưa Răng, địa ngục Lột Da, địa ngục Uống Máu, địa ngục Đốt Tay, địa ngục Đốt Chân, địa ngục Tre Lâm Ngược, địa ngục Vỏ Lửa, địa ngục Phùng Ốc Sắt, địa ngục Trái Sối Lửa. Các địa ngục như thế, trong mỗi ngục ấy có những địa ngục nhỏ, 1, 2, 3, 4, cho đến 600 ngàn. Mỗi danh hiệu trong đó đều chẳng giống nhau. Địa Tạng Bồ Tát nói Cổ Hiền Bồ Tát rằng: Nhân giả, đây đều là do chúng sanh ở năm châu tháng kia làm ác mà chiêu cảm nghiệp quả như thế, nghiệp lực rất lớn. Có thể sánh bằng núi Diệu Cao thêm sâu như biển cả và có thể chứng ngài thánh đạo. Vì thế chúng sanh đừng bao giờ kinh đạo ác nghĩa mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, cho dù một tơ hào nho nhỏ thì cũng phải thọ lấy. Chí thân như cha con thì cũng đừng ai để ông lấy, cho dù được tôn hùng thì không ai chịu thế dùm. Tôi đang luôn nghe thần của Phật mà được nói về những tội báo như thế, kính mong nhân giả hay tạm nghe lời ấy. Ngài Địa Phổ Hiền đáp rằng: Nhân giả, từ lâu tôi đã biết tội báo của ba đường ác, tôi mong nhân giả nói ra học khiến cho chúng sanh làm ác và thời mạt pháp ở vị lai khi nghe lời dạy của nhân giả mà quy Phật. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Nhân giả, những tội báo ở địa ngục việc ấy là như vậy. Họ có địa ngục kêu gửi tội nhân để cho đau bòi, bởi anh đó họ có địa ngục môi tiên tội nhân để cho được tiền phần ăn. Họ có địa ngục dùng chảo dầu sôi để nói thân thể tội nhân. Họ có địa ngục nung trụ đồng ký đỏ để bắt tội nhân ôm lấy. Họ có địa ngục có lửa bay theo đốt tội nhân. Họ có địa ngục toàn hạng băng lạnh rét. Họ có địa ngục có thân bằng nước tiểu nhiều vô hạn lượng. Họ có địa ngục toàn dày sắc nhọn bay. Họ có địa ngục toàn là cây thương lửa. Họ có địa ngục chỉ đến ngực và lưng. Họ có địa ngục có rắn sắt xiết quanh. Họ có địa ngục có chó sắt rượt đuổi. Họ có địa ngục có cái con la bằng sắt. Nó giải những tội báo ở địa ngục như vậy. Trong mỗi ngục còn có 100.000 khí cụ được tạo bởi nghiệp lực, nếu không phải là đồng thì là sắt và đá hay là gì đó. Bốn loại vật khí này đều do nghiệp ác chiêu cảm. Nếu là nói về những tội báo ở địa ngục thì mỗi ngục còn có 100.000 phước cổ nữa hàng rất là nhiều ngục. Tôi đang nuôi thần của Phật và nhân lời hỏi của nhân giả mà được nói như vậy. Nếu động giảng giả thì tận kiếp cũng chẳng hết. Hậm xấu Như Lai người khen. Lúc bây giờ toàn thân của Thế Tôn phóng đại quang minh trước khắp địa ức hàng xa thế giới của chư Phật. Ngài đã phát ra âm thanh lớn bằng khắp các thế giới của chư Phật. Và hết thảy chư đại Bồ Tát cùng Thiên Long Vĩ Thần người khuyên nhân rằng lắng nghe. Ta nay sẽ tuyên dương và người khen Địa Tạng Bồ Tát đã hiện sức đại thần với lòng từ bi rộng lớn không thể nghĩ bàn ở các thế giới trong mười phương để cứu hộ thể chúng sinh tội khổ. Sau khi ta diệt độ chư Bồ Tát đại sĩ các ông cùng Thiên Long Vĩ Thần, hãy dùng phương tiện rộng lớn mà hộ về kinh này để khiến cho hết thể chúng sanh điều chứng tịch diệt an vui. Khi nói lời xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Ngài chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nay chúng con thấy được Thế Tôn người khen Địa Tạng Bồ Tát đã có uy thần đức chẳng thể nghĩ bàn như thế. Kính mong Thế Tôn hãy vì chúng sanh vào thời mà pháp ở vị lai mà tuyên nói về các nhân duyên làm lợi ích trời người của Địa Tạng Bồ Tát, hầu khiến cho thiên long bất bộ cùng chúng sanh đời sau tôn kính và thọ trì lại Phật dạy.
Lúc bây giờ Phật Bảo Phụ Bồ Tát cùng bốn chúng đệ tử rằng: lắng nghe, ta sẽ tuyên dương, ta nay sẽ vì ông mà được nói về những sự tức làm lợi ích cho người của Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Phổ Quản thưa rằng: dạ vâng thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật Bảo Phổ Quản Bồ Tát: trong đời vị lai, nếu có chúng thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát mà chấp tay tán thán Ngài, đảnh lễ Ngài hay biến biến mà kính mến Ngài, thì người đó sẽ xếp được 30 kiếp tội. Ngài Phổ Quản: nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tô vẽ hình tượng hoặc là dùng đất đá phiêu sơn mà bà đồng sắc mà tạo lập hình tượng của vị Bồ Tát này, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ sanh lên trời Tam Thập Tam 100 lần và những không độ đường ác, cho dù do thiên phước đã hết và sanh xuống nhân gian thì cũng là mất tuôn và chẳng hề mất đi lợi ích to lớn. Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ và đồng tâm cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát cùng tượng được làm tượng đất đá vô sinh đồng sắc hay các loại vật điều khác ngày ngày như thế, với tâm không thối chuyển, họ luôn dùng hương hoa, thức ăn, nước uống, y phục, bánh bột, hàng thanh tiền bạc và những phẩm vật khác để cúng dường. Khi người nữ hiền lành này thọ hết báo thân thì suốt tỷ kiếp họ chẳng còn sanh vào thế giới. Có người nữ hài hướng là phải thọ lấy, trừ khi vì nguồn lực từ bi mà họ muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Do nhờ phước lực cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng công đức và uy lực mà họ suốt tỷ kiếp họ không còn sanh vào thọ thân nữ. Lại nữa Phổ Quản: nếu có người nữ nào chán ghét tâm thân xấu xí, nhiều bệnh tật, như có thể ở trước tượng của chư Phật Bồ Tát rồi chú tâm dinh dưỡng và lễ bái trong khoảng thời gian gần bằng một bữa ăn, thì người này suốt hàng vạn kiếp sanh ra với tướng mạo viên mãn. Giả như người nữ xấu xí này không nhằm giá thân nữ, thì suốt tỷ đất đời họ thường sanh làm công chúa cho đứa con cư con gái của đệ tướng có uy thế lớn, hay con gái của đạo trị vợ có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Do nhờ phước lực cúng chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà họ được phúc báo như vậy. Lại nữa Phổ Quản: trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể ở trước tượng của chư Phật mà trở các loại âm nhạc cái hát tán thán một vùng mà cũng dùng hoa cho đến phiên bản một người hay nhiều người đồng làm như vậy, thì những người như thế trong đời hiện tại cùng vị lai sẽ có 100.000 quỷ thần người đem hộ vệ và chẳng và không để cho các việc áp lực vào tay của người đó, hà huống là phải tự thọ lấy những tai họa ấy. Lại nữa Phổ Quản: trong đời vị lai, nếu có nhân ái thần hay ác quỷ hay có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào quy y cung kính những người đang tháng dinh dưỡng định lửa hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà sanh làm sao làm tế bái hủy bán, và cho là chẳng có công đức và lợi ích gì, hoặc nghe răng ra cười, hoặc mỉa mai trước mặt nói xấu sâu lưng, hoặc bạc bả nhớ mình chê một người chê nhiều người chê cho đến sanh một niềm chê bai hủy bán họ. Do tội bá chê bai hủy bán của những kẻ như thế nên dù 1.000 kiếp đúc bọc trong kiếp hiện đã diệt độ thì họ vẫn còn ở địa ngục vô gián để chịu tội cực trọng. Hết kiếp đó rồi họ sẽ thọ sanh làm ngạ quỷ, trải qua 1.000 kiếp nữa họ mới lạc vào loài bàn xanh, lại trải qua thêm 1.000 kiếp nữa họ mới được thân người. Tuy thọ thân người nhưng họ bằng cùng hạ tiện và các căn không hoàn chỉnh, họ lại bị các nghiệp ác tìm đến bổ quê tâm trí và chẳng bao lâu thì lại đọa đường ác. Vì thế Phổ Quản, những ai chê bai người khác cúng dường thì sẽ mắc phải những tội báo như thế, hay cũng còn sanh thêm một những ác kiến hỷ diệt khác nữa. Lại nữa Phổ Quản, trong đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào cứ nằm liệt trên giường gấm muốn sống muốn chết của không được, hoặc ban đêm mộng thấy ác quỷ cho đến với gia quyến thân thuộc, hoặc dạo trên đường hiểm, hoặc nhiều lần ngủ say bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần đâm chơi, ngày tháng năm trôi qua họ trở nên gầy gò héo hon trong giấc mộng yêu đầu khổ sở làm thế thảm không vui, đây đều là lúc cuộc đời đang thảo luận xét xử mà vẫn chưa đưa ra quyết định là nặng hay nhẹ, nên có sống mà cũng chẳng được lành. Nam nữ mắt thường nào rõ việc này, trong trường hợp ấy họ chỉ nên ở trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà lớn tiếng chuyển mật kinh này một lần, hoặc lấy những đồ vật của người bệnh mà người bệnh yêu thích, hoặc y phục nhà cửa vườn tược mà rồi ở trước người bệnh mà có thánh xuống rằng: hôm nay con vì người bệnh này nên ở trước
Nà, hôm nay con bị người bệnh này nên là trước kinh tượng mà thiếu xả các đồ và hoặc cúng dường kinh tượng hoặc là tượng của Phật là Bồ Tát hoặc cây chùa tháp hoặc thắp đèn dầu hoặc cúng dường thường trụ hãy nên khải bạch ba lần như vậy để cho người bệnh nghe và biết được. Giả như các thức đã phong tán và hơi thở của người đó đã ngưng cho đến từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày và cho đến 7 ngày thì vẫn tiếp tục có bạch rõ ràng người lớn biến chuyển đọc kinh này. Sau khi người đã mạng chung họ sẽ vĩnh viễn được khỏi họ sẽ vĩnh viễn được khỏi đường ác và họ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tai ương và trọng tội của đời trước bao gồm cả năm thậm chí bao gồm cả năm tội vô gián. Họ sanh nơi nào cũng biết việc của đời trước, hà huống là có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tự biên chép kinh nào bảo người khác biên chép cho đến tự đắp lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hay bảo người khác đắp lễ do nhờ phước lực như thế mà quả báo lỡ thọ hưởng bất sở rất lớn. Vì thế cổ quản khi thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ một niệm tán thán và cung kính kinh ấy thì ông hãy dùng thần lực mà chúng ta để thân hạ sinh phần và không thối chuyển. Như vậy trong đời hiện tại cùng vị lai họ sẽ được ngàn vàng ức công đức chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa cổ quản trong đời vị lai nếu có chúng sinh nào nằm mộng cho đến ngủ say mà thấy các chúng quỷ thần cùng những hình dạng khác nhau hoặc buồn bã hoặc u sầu than thở hoặc khóc khóc hoặc kinh hãi sợ hoặc sợ sợ đây đều là cha mẹ anh chị em vợ chồng con cái hoặc hàng huống thuộc từ 1 đời 10 đời 100 đời 2000 đời trong quá khứ nay họ còn đang ở tại đường ác và chưa được ra khỏi bởi không có nơi nào để trong nhà phúc là hầu và cứu quốc cho thế nên họ mới khi mất bảo cho người thân tình quốc được ở đời trước và hy vọng rằng họ sẽ dùng phương tiện để ở hầu giúp họ liền khỏi đường ác vì này phụ quả ông hãy dùng thần lực mà khiến cho quyến thuộc của người đó ở trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà chuyển đọc kinh này hoặc thỉnh người đọc 3 lần hoặc 7 lần khi kinh này đã đọc hoàn tất với số lần trên hàng nguyên thuộc trong đường ác như thế sẽ được giải thoát thậm chí trong giấc mộng và lúc ngủ sẽ vĩnh viễn không còn thấy lại nữa. Anh đã phổ quản trong đời vị lai nếu những ai thuộc hàng hạ những ai thuộc hàng hạ tiện hoặc còn làm thân nô tỳ cho đến những kẻ mất đi quyền tự do mà tỉnh ngộ biết rõ việc tội đã tạo ở đời trước và cầu xin được sám hối rồi chí tâm nhiên nguyện định để hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát từ 1 ngày cho đến 7 ngày niệm đủ danh hiệu của Bồ Tát 1000 lần thì khi hết báo thân đó trong ngàn vạn đời sau họ sẽ sanh ra trong gia đình tôn quý và chẳng còn trải qua nỗi khổ của đời và nữa khổ quản trong đời vị lai ở châu Phan Thiên nếu là vô thiếu thậm chí trưởng giả tu sĩ và có thể những hạng người khác cùng những vị loại chủng tộc nếu có ai sắp sinh con trai hay con gái thì trong 7 ngày trước đó nên đọc tụng kinh để thân thể nghĩ bàn này thì những đứa trẻ sơ sinh đấy học nam hay nữ nếu có quả báo tay ở mỗi đời trước thì sẽ được giải thoát lại thêm an vui dễ nuôi và thọ mạng thêm tăng trưởng nếu là nuôi nhờ phước lực mà sanh thì họ sẽ tăng thêm an lạc và thọ mạng lâu dài là nửa phổ quản trong mỗi tháng vào các ngày 11, 18, 14, 18, 19, 30 đây là những ngày có tập nghiệp tội và thẩm định nặng nhẹ của chúng sanh mỗi cử chỉ động niệm của chúng sanh ở trong tháng kia không chỉ là chẳng nghiệp không chỉ là chẳng tội hà huống còn buông lung giết hại trộm cắp tài dâm nói dối và trăm ngàn tội trạng khác và đời vị lai nếu có chúng sanh nào có thể 1 lần trong 10 ngày trai này mà ở trước tượng của chư Phật và rồi các bình chư thánh hiền mà chuyển đọc kinh này 1 lần thì đông lên năm bắc trong vòng 100 gian na đều sẽ không có các tai nạn trong đời hiện tại cùng vị lai những người trong gia đình đó hoặc già hay trẻ suốt trăm ngàn năm họ sẽ vĩnh viễn lìa khỏi đường ác nếu lại có thể mỗi ngày trong 10 ngày trai này mà đọc tụng kinh điển chẳng thể nghĩ là
thì hiện nay những người trong nhà sẽ không có con tai nạn và bệnh tật, họ sẽ được y phục và thức ăn vui vẻ. Vì thế phụ quản không nên biết địa tạng mình tất có bất khả thiết tiểu xúc đại thần để làm lợi ích như thế. Chúng sanh đã cho thắng kim với nhân duyên lớn quý vị đại sĩ này, nếu có chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Bồ Tát, thấy được hình tượng của Bồ Tát, cho đến chỉ nghe ba chữ, năm chữ hay một bài kệ hay một câu trong kinh này, thì ở hiện đời họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong một tỷ đời ở vị lai, họ sẽ nhân sanh vào gia đình tôn quý, chẳng còn trải qua nỗi khổ của ba đường ác. Khi nghe Đức Phật và Như Lai tuyên dương và người khen Địa Tạng Bồ Tát xong, ngài phổ quản chấp tay cung kính mà thưa bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này đã có thần lực hình sức bảo vệ mình, chẳng thể nghĩ bàn như thế. Sao mình muốn chúng sanh ở vị lai biết được những lợi ích đó nên mới thưa hỏi Thế Tôn? Con xin cung kính và thọ trì. Bà Thế Tôn, kinh này có tên là gì và chúng con lưu truyền như thế nào? Phật bảo phụ quản Bồ Tát, kinh này có ba danh hiệu. Tên thứ nhất là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, cũng gọi là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Hành và cũng gọi là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Thệ Lực. Do bởi vì Bồ Tát này từ kiếp xa xưa đến nay đã phát bài thệ nguyện để làm lợi ích như thế, cho nên các âm cứ theo nghiệp mà lưu truyền, cứ y theo tâm nguyện mà lưu truyền. Khi nói lời ấy xong, khi nghe lời ấy xong, phổ quản Bồ Tát chấp tay đảnh lễ và lui ra. Phẩm 7, lợi ích của kẻ sống mà người đã mất. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, con thấy chúng sanh ở châu Thắng Kim cử tâm động niệm không đi là chẳng tội, họ từ bỏ những việc lành có được và đa số đều quên mất tâm nguyện ban đầu. Nếu gặp duyên ác thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng chúng sanh này được ví như có người đi trong bùn lầy mà còn mang theo đá nặng, mỗi bước đi lại thêm cốn đốn, càng đi càng lún sâu hơn. Nếu họ gặp thiện tri thức thì được phụ gánh bớt hoặc bắt hết giùm, bởi vì thiện tri thức đó có sức mạnh lại tương trợ giúp đỡ và khuyên bảo phải bước cho vững vàng. Nếu những người này đã đến được chỗ đất bằng phẳng thì hãy tỉnh ngộ con đường những ấy và đừng bao giờ đi vào đó nữa. Thưa Thế Tôn, những tập khí xấu ác của chúng sanh bắt đầu từ một tơ hào nho nhỏ rồi dần dần thành vô lượng. Khi các chúng sanh có tập khí như thế, sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quân thuộc hãy tu tạo phước lộc để giúp cho lộ trình ở phía trước. Hoặc họ treo phan lòng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển động tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh. Làm cho mỗi danh hiệu đồ lộc và con tay của người sắp màn chung hoặc làm nơi bổn thức nghe qua. Nếu căn cứ vào chiêu cảm của những nghiệp ác mà các chúng sanh này đã tạo thì chắc chắn họ phải đọa đường ác. Tuy nhiên, do nhờ quyến thuộc về kỹ lâm chung đã tu tạo nhân của bậc thánh này nên các tội như thế thể đều tiêu trừ. Sau khi họ đã chết, nếu có thể trong 49 ngày tu tạo nhiều việc lành cho họ thì như thế có thể làm cho các chúng sanh này vĩnh viễn xa lìa đường ác và sẽ sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng vô thù thắng vi diệu và quyến thuộc cũng được vô lượng lợi ích. Vì thế, con nay ở trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ người và phi nhân mà khuyên bảo các chúng sanh ở châu Thắng Kim rằng ngày lâm chung còn phải cẩn thận chế giết hại và gây tạo duyên ác, cũng đồng báo tế vị thần cầu thỉnh xuyên tinh yêu quái. Vì sao thế? Bởi có việc giết hại cho đến báo thế nó không hề có một chút cơ hội năng lực lợi ích nào cho người đã mất, mà trái lại còn thực tế thêm duyên ác và chuyển thành thâm trọng hơn. Giả sử ở đời hiện tại cùng vị lai họ có được một phần thánh quả và sẽ sanh vào cõi trời hay nhân gian, nhưng vì lúc lâm chung họ bị hàng quyến thuộc gây tạo duyên ác nên cũng khiến cho người mạng chung liên lụy và mất lấy tai ương. Họ phải tự bà chúa biện luận và
chậm sanh vào các vào nơi an lành, hà huống có người mạng chung mà lúc sống chưa từng có một chút thiện căn, thì họ cứ y theo nghiệp mà đọa đường ác. Hà quyến thuộc nữa nào làm tăng thêm nghiệp của người đó. Đây ví như có người từ phương xa đến, người đó đã nhịn đói 3 ngày mà còn phải mang theo đồ vật nặng hơn 100 kg, hốt như người đó lại gặp một người láng giềng và họ nhờ vác thêm một ít đồ nữa, do vậy mà chuyển thành nặng này là thêm khốn đốn. Thưa Thế Tôn, con quan sát chúng sanh ở châu Thắng Kim hạnh thiếu trong giáo pháp của chư Phật mà có thể làm việc lành chừng bằng một khủng long, một vòi giọt nước, một hạt cát hay một hạt bụi, thì tụi mình cũng được lợi sự lợi ích. Khi nói lễ xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh, vì hóa độ chúng sanh năm mười phương nên hiện thân trưởng giả. Ngài chắp tay cung kính mà hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa đại sĩ, sau khi chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim mạng chung mà quyến thuộc cốt nhục lớn hay nhỏ làm công đức cho đến thiếp dọn lễ chay và gây tạo nhân lành, thì người mạng chung này có được sự lợi ích và giải thoát chăng? Ngài Địa Tạng đáp rằng: trưởng giả, tôi nên nương y thần của Phật mà sẽ được nói về những việc ấy cho hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai. Trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai và ngoài lâm chung, nếu nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị độc giác, thì chẳng kể là có tội hay vô tội, họ thể đều được giải thoát. Nếu có người nam hoặc người nữ nào mà lúc sống chưa từng tu nhân lành mà còn tạo nhiều nghiệp tội, mà sau khi mạng chung mà họ được hàng nước thuộc đến nhỏ tu vào chúng ta lại cho, sống hiện năng tu tập gia bảo điển này. Khi thiện nam chính nữ hiện tại cùng bị la mà nghe lời nói vừa rồi, thì hãy cố gắng tự tu hành, thì sẽ được hưởng được trọn phần công đức. Tại quỷ vô thần sẽ chợt đến bất kỳ thần hồn bất uẩn u mê chẳng rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày họ như ngay như điếc, hoặc họ tại các âm khi đã biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm định xong, họ sẽ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn còn là sầu khổ. Mình muốn là phải đọa đường ác. Khi người mạng trong này chưa được thọ sanh, trong 49 ngày họ luôn ngắm trong gần họ hàng cốt nhục quyến thuộc, tu tập phước lực hầu cố gốc. Khi quá ngày đó rồi, họ cứ nghe theo nghiệp mà thọ quả báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua 100.000 năm mà không có một ngày được giải thoát. Nếu là người phạm năm tội vô gián thì bị đọa đại địa ngục để chịu mọi sự đau khổ suốt ngàn vạn kiếp. Lại nữa, trưởng giả, nếu những chúng sanh sau khi mà chung
hàng mà cốt lục biến thuộc thể tiết dụng là để chay, để cúng dường. Trong trước khi lễ chay hồi mãn hoặc trong lúc chuẩn bị thì nhớ đừng đổ nước qua gà và bỏ rau vẽ xuống đất, cho đến các món ăn chưa dân cúng cho Phật và chư tăng thì chưa được ăn trước. Nếu có sai phạm về phần ẩm thực hoặc người tu tạo không chu đáo thì người mạng chung này không có một chút trợ lực nào hết. Nếu lại có thể chu đáo và thanh tịnh trong việc phụng hiến thức ăn cho Phật và chư tăng thì người mạng chung này sẽ được một phần trăm bảy phần công đức. Vì thế bộ quản những chúng sanh ở Nam Châu Sáng Kim sắc mạng chung hàng cốt nhục quyến thuộc nên thiết dọn lễ chay để cúng dường và trí tâm cầu khẩn, thì những chúng sanh này, người sống và kẻ đã mất đều được lợi ích. Khi nghe lời ấy xong, khi nói lời ấy xong, cung trời thanh thập tam có ngàn vạn ức na du ta quỷ thần ở châu Thắng Kim các khởi đạo tâm vô thượng chủ nghĩa đại biện định lễ và lui ra. Cảnh tám, Diêm Vương và quyến thuộc tán thán. Lúc bấy giờ trong dãy núi Thiết Quy có vô lượng vĩ vương cùng Diêm Vương thiên tử đều đến ở chỗ của Phật ở trời tam thập tam. Các vị ấy là Ác Độc vĩ vương, Na Ác vĩ vương, Đại Tranh vĩ vương, Bạch Hổ vĩ vương, Hắc Cạo vĩ vương, Xích Thổ vĩ vương, Tán Ôn vĩ vương, Kim Thân vĩ vương, Điện Quang vĩ vương, Lai Nha vĩ vương, Thiên Nhãn vĩ vương, Phù Thạch vĩ vương, chủ Ha Quỷ Vương, chủ Hòa Quỷ Vương, chủ Thập Quỷ Vương, chủ Cầm Quỷ Vương, chủ Xúc Quỷ Vương, chủ Thú Quỷ Vương, chủ Mỹ Quỷ Vương, chủ Sản Quỷ Vương, chủ Mạng Quỷ Vương, chủ Tập Quỷ Vương, chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mộc Quỷ Vương, Tú Mộc Quỷ Vương, Ngũ Mộc Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi So Vương, Đại Kỳ Lợi So Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương và các đại quỷ vương khác như thế. Mỗi vị cùng với trăm ngàn các tiểu quỷ vương cư ngụ khắp châu Thắng Kim, vị nào trước nấy một có chủ quyền tự địa riêng. Các vị quỷ vương cùng Diêm Vương thiên tử nuôi thần của Phật và y lực của Địa Tạng Đại Bồ Tát, họ thể đều đến trời tam thập tam và đứng qua một bên. Lúc bấy giờ Diêm Vương thiên tử với vẻ quỳ chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị vĩ vương nuôi thần của Phật vệ lực của Địa Tạng Đại Bồ Tát mới được đến được trời tam thập tam để tham dự đại hội này. Do nhân ấy mà chúng con cũng được các lợi ích lành. Nay con có một hồi nghi nhỏ muốn thưa hỏi Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tuyên nói. Phật bảo Diêm Vương thiên tử: Ông hãy cứ hỏi, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Lúc bây giờ Diêm Vương thiên tử chiêm ngưỡng và định lễ Thế Tôn, ngoảnh lại nhìn Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quán sát Địa Tạng Đại Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn để cứu hộ chúng sanh tội khổ không chút từ nan mệt mỏi. Vì Đại Bồ Tát này đã có những sự thần thông chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng vì sao chúng sanh vừa thoát khỏi tội báo chẳng bao lâu thì lại đọa đường ác? Và Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát có những sự thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, cớ sao chúng sanh không y theo vợ chống lành để được giải thoát vĩnh viễn? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con. Phật bảo Diêm Vương thiên tử: Chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim có tâm tánh khăn cường, có điều khó phục suốt trăm ngàn kiếp. Vì Bồ Tát này đã luôn mở cứu vớt các chúng sanh như vậy để khiến cho họ sớm được giải thoát. Những chúng sanh tội báo này cho đến phải đọa đường ác kinh hoàng, Địa Tạng Bồ Tát cũng dùng sức phương tiện mà bạc trừ căn bổn nghiệp chiên để làm cho họ được giải thoát. Nhưng những hạng chúng sanh này bị tập khí ác kết chặt nặng nề, thoáng vừa ra khỏi lại quay trở vào, nên làm cho nên khiến cho Bồ Tát lao nhập phải trải qua số kiếp rất lâu mới độ thoát. Đây ví như có người quên mất nhà của mình và đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ điện và hình Phật, sói sư tử, rắn độc và bò cạp.
Khi người lạc vào hiểm đạo chẳng mấy chốc thì gặp ngay những thứ độc đó, cho đến quỷ tuyệt tập cùng các loại ác độc khác. Dễ như khi đó gặp thiện trí thức có phép thuật và khéo giải trừ các thứ độc đó, hầu khiến hầu nhầm để khiến cho họ thoát khỏi những thứ độc đó, để đến nơi an lành và làm cho họ được an vui. Rồi Ngài bảo rằng, tất nhiên khi gặp người lạc lối muốn tiến vào hiểm đạo, mà Ngài vội bảo rằng, ôi trời, anh bạn có việc gì mà vào con đường đó? Anh bạn có phép thuật kỳ lạ gì có thể chế phục được những thứ độc hại đó chăng? Người lạc đường chợt nghe lời đó thì mới biết là hiểm đạo, liền quay lại và cầu được ra khỏi con đường đó. Khi ấy thiện trí thức nắm tay diều dắt và dẫn họ ra khỏi con đường đó để thoát khỏi những thứ độc ác và đến nơi an lành để làm cho họ được an vui. Rồi Ngài bảo rằng, này anh bạn lạc đường, từ nay về sau chớ đi vào con đường đó nữa. Vào con đường đó rồi thì khó mà ra khỏi, mà còn nguy hại đến tính mạng nữa. Khi đó người đi đường sanh lòng cảm kích ân trọng. Lúc sắp từ biệt, vị thiên ứng trí thức lại căn dặn thêm, nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường khác thì bảo cho họ biết rằng con đường này có nhiều thứ độc ác, nếu vào đó rồi thì sẽ mất cả tính mạng đấy. Anh bạn hãy làm cho họ cần tự đi vào chỗ chết. Đây cũng như vậy, Địa Tạng Bồ Tát có lòng từ bi rộng lớn để cứu chúng sanh tội khổ, để khiến cho họ sinh vào khỏi trời hay nhân gian để hưởng vô thù thắng vi diệu. Một khi người tội đó biết rõ sự khốn khổ của nghiệp đạo thì từ lúc qua được thoát ra, họ sẽ vĩnh viễn không còn trở lại nữa. Họ cũng giống như người lạc đường xa vào hiểm đạo. Khi thiện trí thức tiếp dẫn ra khỏi, được vị thiện trí thức tiếp dẫn ra khỏi thì họ không bao giờ trở vào nữa. Và khi gặp người khác thì họ bảo đừng có vào và nói rằng, tôi lúc xưa gia bị mới lầm nơi mới lạc vào đó, nay đã được ra khỏi thì không bao giờ trở lại nữa. Nếu còn dẫm bước vào thì vẫn còn bị lạc ngay và vẫn chẳng biết đó là con đường hiểm mà mình đã từng bị lạc qua và có thể mất cả tính mạng đấy. Khi nói lời lúc bấy giờ, các độc quỷ vương chắp tay cung kính bà thưa Phật rằng, thưa Thế Tôn, quỷ vương chúng con cư ngụ khắp châu thắng kim, số đó nhiều vô lượng, hoặc làm lợi ích người hay tổn hại người, ai nấy đều khác nhau, do quả báo chiêu cảm mà quyến thuộc chúng con. Do nghiệp báo mà khi du hành qua các thế giới, quyến thuộc chúng con làm ác thì nhiều mà lại làm thiện thì quá ít. Tuy vậy, nhưng nếu chúng con đi qua sân nhà ai, hoặc thành thị xóm làng buồn tụ phòng xá, hoặc có người nam hoặc người nữ nào tu hành việc lành chừng bằng một cọng lông hay một sợi tóc, hay dùng một ít hương, chút ít hương hoa để cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc dùng thắp hương cúng dường một câu hay một bài kệ, thì quỷ vương chúng con cũng lễ kính người đó như chư Phật thủ quá khứ hiện tại cùng vị lai. Chúng con lại xoay các tiểu quỷ cùng với có thần có uy lực
cùng với phần thổ địa mà hộ vệ họ, khiến cho các việc ác, tai họa, ác bệnh và bệnh bất ngờ, cho đến những việc không như ý chẳng còn vào đến gần nhà và các nơi xung quanh, hà huống là vào đến cửa. Đức Phật ngợi khen, lúc bấy giờ Đức Phật ngợi khen Quỷ Vương rằng: lành thay, các ông cùng mời Diêm Vương có thể ủng hộ, bảo hộ cho thiện nam tín nữ như thế thì ta cũng sai Phạm Vương và Năng Thiên Đế hộ về các ông. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một Quỷ Vương tên là Chủ Mạng thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, do bổn ngục nghiệp duyên mà nay con làm chủ về nhân mạng ở châu Thắng Kim, khi sanh khi tử đều do con làm chủ. Bổn nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng chúng sanh không hợp ý với con nên khiến cho lúc sanh lúc tử đều không được an ổn. Thì sao thế? Bởi người ở châu Thắng Kim khi vừa mới sanh hàng biến thuật nên tu tạo nhiều công đức để làm tăng thêm lợi ích cho nhà cửa, như vậy tự nhiên sẽ khiến cho thần thổ địa vô cùng hoan hỷ mà ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được an vui và biến thuật cũng được lợi ích. Hoặc lúc qua đã sanh rồi, biến thuật cho cẩn thận cho giết hại để lấy những vị tươi ngon mà cung cấp cho người sản phụ cùng nhóm họp hàng thân thuộc để uống rượu ca hát và âm nhạc ầm ĩ. Bởi các việc như thế sẽ khiến cho người mẹ và đứa con không được an ổn. Vì sao thế? Bởi lúc sanh nở khó khăn ấy, có vô số ác quỷ cùng với sơn tinh yêu quái muốn tới ăn máu tanh, con đã sớm xa các vị thần linh và thổ địa phải bảo vệ cho người mẹ và đứa trẻ để khiến cho họ an vui. Những người này khi thấy sự an vui thì còn phải cùng nhau tạo phước đức để báo đáp cho các thần thổ địa. Trái lại, nếu giết hại và tụ tập quyến thuộc thì do bởi lễ này mà họ cảm thấy tai ương thì phải tự lãnh thọ. Người mẹ và đứa con sẽ không được sẽ tổn hại. Lại nữa, những chúng sanh ở châu Thắng Kim là lúc âm chung hàng quyến thuộc hãy vì họ mà những chúng sanh ở châu Thắng Kim vào lúc lâm chung không kể là thiện hay ác, con đều không muốn người mạng chung ấy xa đọa đường ác, hà huống là người ấy lại tu căn lành và tăng thêm uy lực của con. Những người làm thiện ở châu Thắng Kim đến lúc lâm chung còn có 100.000 quỷ thần ở trong đường ác, hoặc chúng biến làm cha mẹ cho đến hàng quyến thuộc để mà dẫn dắt người chết và khiến cho họ xa đọa đường ác. Hảo là người đã vốn đã tạo ác. Thưa Thế Tôn, những người những chúng sanh ở châu Thắng Kim lúc lâm chung thần thức hôn mê ám muội, họ không còn phân biệt thiện ác, cha đến mắt và tai không còn thấy nghe gì nữa, hàng quyến thuộc của họ chỉ nên làm những việc cúng dường rộng lớn hoặc chuyển động đọc tôn kinh hoặc niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Con quan thấy nhẫn hạng người ấy thì chỉ trừ 5 tội vô gián và các tội giết hại, còn những tội ác nho nhỏ khác và đáng phải đọa đường ác thì sẽ được tiêu trừ. Đức Phật
Rồi bảo chủ mạng Hủy Vương rằng hôm nay khởi lòng từ bi, muốn cứu có thể chúng sanh trong lúc sanh tử và đời vị lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào vào thời điểm sanh tử thì ông chớ quên lời nguyện này để khiến cho họ được giải thoát và thêm được an vui. Chủ mạng Vĩ Vương thưa với Phật rằng: xin Thế Tôn chớ lo lắng, trọn đời con niệm niệm ủng hộ các chúng sanh ở sau tháng kim, trong khi sanh khi tử con đều được làm cho họ an vui. Con chỉ mong rằng chúng sanh trong khi sanh khi tử đều tín thọ lời con nói, thì như thế tất sẽ được lợi ích to lớn và không ai mà không được lợi hết. Lúc bấy giờ Địa Tạng Bồ, lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: chủ mạng Đại Vĩ Vương này đã trải qua trăm ngàn đời làm đại, trải qua trăm ngàn đời chủ mạng Đại Vĩ Vương này đã trải qua trăm ngàn đời để làm lợi ích cho chúng sanh khi tử. Do thệ nguyện, do thệ nguyện từ bi của vị đại sĩ này mà hiện thân làm mà Đại Vĩ Vương chứ không phải là quỷ thật. Trải qua 170 kiếp về sau ông ta mới thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, quốc độ tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật này lâu dài đến không tính kể số kiếp. Này Địa Tạng, chủ mạng Đại Vĩ Vương này có những sự chẳng thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời người được độ thoát cũng nhiều vô hạn lượng. Phẩm 9: xưng niệm các danh hiệu của chư Phật. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, vì chúng sanh ở vị lai, con nay muốn diễn nói về những sự lợi ích để làm cho họ trong khi sanh khi tử đều được lợi ích lớn. Kính mong Thế Tôn cho phép con nói. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: nay em khởi lòng từ bi, muốn cứu vớt hết thảy chúng sanh tội khổ trong sáu đường. Nay chính là lúc ông nên mau nói, ta sắp vào tịch diệt, và ông hãy sớm hoàn tất thệ nguyện này. Như vậy ta mới không còn âu lo cho thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai nữa. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, vào thở quá khứ vô lượng vô số kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Biên Thông Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này mà tạm sanh lòng cung kính, thì người đó sẽ siêu việt 40 kiếp sanh tử trọng tội, hà huống là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tháng tháng, thì người đó sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Lại nữa, vào thổ quá khứ hàng hà sa kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ một và niệm quy y, thì người đó sẽ vĩnh viễn không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Và nữa, vào thổ quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hồng Liên Thắng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này thông qua tai, thì người đó sẽ được sanh 1000 lần lên 6 tầng trời ở cõi dục, hà huống là chí tâm xưng niệm. Và nữa, vào thổ quá khứ bất hồi kiếp, bất hồi kiếp vô số kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ gặp mà được vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Lại vào thở quá khứ có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này
rồi là cách đây tháng tháng chiêm ngưỡng đảnh lễ, thì người đó sẽ ở tại pháp hội của 1.000 đức Phật, trong kiếp thiền sẽ làm đại phạm thiên vương và được thọ thượng ký. Lại vào thở quá khứ có đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Thắng Quán Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của đức Phật này thì sẽ vĩnh viễn lìa khỏi đường ác và sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Lại vào thở quá khứ có đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của đức Phật này thì vĩnh viễn sẽ không đọa đường ác và sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Lại vào thở quá khứ hàng ngày xa kiếp có đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của đức Phật này thì họ sẽ chẳng bao lâu đắc đạo ứng chân. Lại vào thở quá khứ có đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Pháp Y Tràng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của đức Phật này và sanh tâm cung kính thì người đó sẽ siêu vượt 100 kiếp nghiệp tội sanh tử. Lại vào thở quá khứ vô số kiếp có đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của đức Phật này thì sẽ gặp mà chư Phật nhiều như các sông Hằng để thuyết pháp cho họ, và họ chắc chắn sẽ thành tựu Phật đạo. Lại vào thở quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Kiền Phật và Bất Hạ Thuyết Chư Phật như thế. Thưa Thế Tôn, có thể chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ. Như họ có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật mà công đức đã nhiều vô lượng, hà huống là niệm được nhiều danh hiệu. Nếu có chúng sanh nào khi sắp mạng chung, dù chỉ một người bị người bệnh này mà niệm một danh hiệu Phật cho họ, thì người mạng chung đó chỉ trừ 5 tội vô gián, còn các nghiệp mà báo khác thì sẽ được giải thoát. 5 tội vô gián ấy tuy là cực trọng vô cùng, trải qua ức kiếp cũng chẳng được ra khỏi, nhưng nhờ vì lúc lâm chung mà được người khác niệm danh hiệu Phật cho họ, nên những tội báo như vậy dần dần sẽ tiêu trừ. Hà huống là có chúng sanh nào tự niệm danh hiệu Phật thì họ sẽ được vô lượng phước diệt vô lượng tội hết viễn trung.